vô trở thành cảnh sát. Những chiếc xe buýt nhỏ đang tập trung lại hôm ở trước gara. Hôm nay chúng ta làm gì đây? Các em. Hana à. Chị có cái này muốn cho mấy đứa xem nè. Là gì vậy chị? Ta-da. Hôm nay ở trung tâm cứu hộ sẽ tổ chức một buổi trải nghiệm thực tế đó. Trải nghiệm thực tế? Đúng vậy. Các em sẽ có cơ hội trở thành cảnh sát trong một ngày với Pat. Chỉ có người không phải làm việc hôm nay mới được đi thôi. Gì chứ? Nhưng hôm nay là ngày làm việc của em chứ bộ. Em cũng vậy luôn. Không công bằng chút nào. Hôm nay là ngày nghỉ của em nè. Vậy hả? Vậy là hôm nay thay vô may mắn được đi rồi. Ghen tị quá. Hôm nay mình sẽ trở thành một cảnh sát thật giỏi. Anh Rocky. Anh Pat. Chào em Thayo. Rocky, Thayo muốn tham gia chuyến trải nghiệm thực tế này đó. Thayo, em đã sẵn sàng chưa? Dạ, em muốn bắt đầu liền luôn. Có một việc em phải làm trước. Lại đi với anh nào. Dạ được. Thayo, em vào trong đó trước đi. Vào gara sao? Em cứ tưởng chúng ta sẽ đi luôn. Các anh sẽ biến em trở thành xe cảnh sát trước. Xe cảnh sát sao? Chúng ta bắt đầu thôi. Chuẩn bị, trang bị. Trang bị đẹp khẩn cấp. Em đã sẵn sàng để làm nhiệm vụ rồi. Nhìn em có ngầu không? Tuyệt lắm, Thayo. Thích hợp với em đó, Thayo. Thật sao? Nè, đứng lại đó. Thayo, đèn và còi hụ chỉ dùng trong trường hợp khẩn cấp thôi. Dạ anh. Cảnh sát làm việc để bảo vệ an toàn cho người dân, cho nên em phải thật nghiêm túc đó. Dạ, được, tuân lệnh sếp. Cảnh sát Thayo đang đi tuần tra với Pat và Rookie. Thayo, khi đi tuần tra, em phải quan sát xung quanh để ý xem có nguy hiểm gì hay không nha. Dạ, được. Speed. Chào cậu Thayo. Những thứ kia là sao vậy hả? Hôm nay mình là cảnh sát đó. Nhìn mình có ngầu không? Speed, anh đành phải mời em vào trong kia thôi. Dạ được. Speed, em phải tuân theo tín hiệu đèn. Đi như vậy rất nguy hiểm. Nhưng tại thắng của em tự nhiên không ăn chứ bộ. Còn cớ gì khác hay không? Em mà cứ làm như vậy sẽ bị đình chỉ bằng lái đó biết chưa? Dạ rồi. Wow, ngầu quá đi à. Có gì đâu. Nhiệm vụ của cảnh sát là phải bảo vệ an toàn giao thông mà. Được rồi, em chắc chắn sẽ là một cảnh sát thật là tốt. Thayo đang tìm kiếm cơ hội để phát huy sự tích cực trong công việc. Đó là... Nè, mọi người ơi, em phát hiện có một chiếc xe dừng ở ngã tư kìa. Em sẽ đến đó coi sao. Ta vô à, giờ đã. Nè anh kia, anh không nên dừng xe ở ngã tư như vậy chứ. Không phải, tôi không cố ý mà. Không cần giải thích thêm. Thayo, em đang làm gì vậy? Anh ấy dừng lại ngay giữa đường, cho nên em tới nhắc nhở đó. Là do anh ấy đang gặp sự cố mà, Thayo. Thì ra là vậy. Để tôi giúp anh nha. Được rồi, cảm ơn. Thayo, chăm sóc cho anh ấy nha. Được thôi. Thayo, em phải quan sát tình huống thật là cẩn thận chứ. Đúng vậy, nếu em xử phạt trong khi họ không phạm lỗi sẽ gây ra rất nhiều bất tiện đó. Dạ, em hiểu rồi. Rookie. Frank, chuyện gì vậy? Khẩn cấp lắm đó. Anh hãy lập tức trở về trung tâm cứu hộ đi. Được rồi, tôi về ngay. Pat, chúng ta phải trở về ngay thôi. Nhưng còn Thayo thì sao? Dạ, hai người cứ yên tâm. Em tự đi tuần tra một mình được mà. Thật sao? Vậy em cứ tiếp tục đi. Dạ, anh cứ tin tưởng ở em. Gọi cho anh nếu có chuyện gì khẩn cấp đó. Dạ, được. Và Thayo đã một mình đi tuần tra các con đường. Một chú chó con sao? Sao em lại ở đây? Không có ai ở đây hết. Có phải em đã đi lạc hay không? Đã đến lúc một cảnh sát ra tay rồi. Lên đi, anh sẽ đưa em đi tìm gia đình của em. Bây giờ đi thôi. Có một chú chó con bị lạc.
có ai đang bị thất lạc đó con không? À, họ có thể ở đâu được đây? Tayo. Dạ anh Bart, có chuyện gì vậy? Có người báo cáo là thấy chiếc xe buýt màu xanh bắt cóc một con chó đó. Có chuyện gì xảy ra? Gì chứ? Mimi à, tôi đã rất lo vì đột nhiên Mimi lại biến mất đó. Cho em xin lỗi nha, em cứ tưởng nó đang bị lạc là lỗi của em. Em phải cẩn thận chứ. Mình đi thôi Mimi. Tayo, nếu em chưa kiểm tra thông tin trước thì không nên làm hành động như vậy. Em hãy mau quay lại trung tâm cứu hộ và chờ ở đó đi. Dạ được. Xe buýt nhỏ Tayo. Mình chỉ muốn làm việc tốt thôi mà. Nè cậu kia. Chờ đã. Đứng lại đó ngay. Anh ta là trộm sao? Taxi. Có tôi. Ôi không. Mình chắc chắn là một vụ án lớn rồi đây. Đi thôi nào. Cẩn thận chứ. Đứng lại. Tayo, cậu làm mình hết hồn à. Nuri, cậu đang chở một tên trộm trong xe của mình đó. Cậu nói trộm là sao? Đúng vậy, ra ngoài ngay đi. Có chuyện gì xảy ra vậy? Chẳng phải anh mới trộm trái cây ở tiệm hay sao? Cái gì chứ? Tayo. Anh Rookie, anh Bart, em bắt được một tên trộm nè. Tayo, anh ấy không phải là tên trộm. Gì chứ? Anh đã quên bóp tiền ở cửa tiệm tôi nè. Cảm ơn anh nhiều. Sao lại có chuyện như vậy chứ? Làm ơn tránh đường vậy. Mình đã khiến cả con đường rối loạn lên hết rồi. Tayo, em xin lỗi, em đã nghĩ chuyện lần này thực sự nghiêm trọng. Tayo đang rất buồn vì cứ liên tiếp phạm sai lầm. Mình không nghĩ là mình nên làm cảnh sát đâu. Nguy hiểm lắm đó biết chưa. Mình xin lỗi nhiều nha. Lại là Speed. Thần nhóc này, chúng ta đã cảnh cáo nhiều lần rồi. Do thắng của em tự nhiên không ăn thứ bộ. Lỡ như chuyện lúc sáng cậu ấy nói thật thì sao? Tayo, em còn làm gì vậy? Được rồi, em chạy đây. Đúng vậy, mình không nên gây ra thêm sai lầm nào nữa. Cứ tập trung chạy thôi. Lỡ như... Đâu, mình không thể nào dừng lại nữa. Mình không thể bỏ qua được. Anh Pat, anh Rocky, chắc là em phải đi kiểm tra speed ngay thôi. Tayo đã ráo riết tìm kiếm speed khắp nơi. Mình chắc chắn cậu ấy đi đường này mà. Cậu ấy chạy đi đâu rồi? Đè speed, có chuyện gì vậy? Hình như thắng của mình bị đứt rồi. Gì chứ? Nếu vậy thì có thể gây ra tai nạn nghiêm trọng. Phải làm sao đây? Đúng rồi. Hy vọng Tayo không gây ra rắc rối nữa. Em ấy phải về sớm. Anh Rookie, đây là tình huống khẩn cấp. Tayo, có chuyện gì? Có vẻ là dây thắng của Speed đã bị hư rồi. Cậu ấy cần được giúp đỡ. Gì chứ? Tụi em đang phải lên dốc để cố làm giảm bớt tốc độ lại đây. Được rồi, anh sẽ điều chỉnh tín hiệu, em đừng lo. Và anh sẽ kiểm soát giao thông. Được rồi, làm thôi nào. Tín hiệu khẩn cấp. Lỗi xảy ra, mày hãy dừng lại một chút. Đang có xe bị nước thắng đó. Speed, nếu quẹo trái sẽ là một con dốc đó. Được rồi, mình sẽ quẹo liền. Chúng ta tới rồi. Mình đã chậm lại được rồi nè. Hiệu quả ghê. Nhưng mà mình vẫn không thể dừng lại. Nhưng sắp xuống dốc tới nơi rồi còn gì. Phải làm sao đây?
đúng rồi. Chờ mình một chút nha Speed. Speed, bám vào đây nè. Ồ, được thôi. Nắm được rồi. Thôi dừng lại được rồi nè. Speed, cậu không sao chứ? Cảm ơn cậu. Thôi mà bây giờ thì ổn rồi. Taiyo đã thành công xử lý sự cố và trở về trung tâm cứu hộ. Anh Rookie, anh Bart. Taiyo. Anh đã nghĩ em sẽ gây ra nhiều rắc rối hơn, nhưng mà em đã hành động rất tốt. Đúng vậy, chúng ta đã ngăn được tai nạn trước khi nó xảy ra. Em đã thực sự trở thành cảnh sát rồi đó. Em đó hả? Vậy ngày mai em có thể quay lại đây được không? Gì chứ? Taiyo, vậy công việc của em ai sẽ làm thay? Phải ha. Hôm nay Taiyo đã là một cảnh sát rất xuất sắc. Làm tốt lắm Taiyo. Thám tử Rogi. Lani đang trở về trạm xe sau một ngày làm việc vất vả. Mệt quá đi, mình sẽ đi tắm rồi nghỉ ngơi. Thoải mái quá, mình sẽ được cọ rửa sạch sẽ mọi ngóc ngách. Không, Lani đã làm hư máy rửa xe rồi. Thôi tiêu mình rồi, mình đã làm hư máy rửa xe. Có ai nhìn thấy không ta? Hả? Lani kìa. Lani. Giọng ai giống như anh Taiyo vậy? Mình trốn mới được. Ủa, Lani, sao em ấy lại chạy đi nhỉ? Ủa, không, máy rửa xe hư mất rồi. Mình phải nhờ người đến sửa mới được. Thật hả? Vậy khi nào mới sửa xong vậy chị? Có lẽ là 2 ngày. Ôi trời đất ơi. Ai đã làm hư cái máy vậy không biết. Taiyo, dạ. Em là người duy nhất ở hiện trường lúc đó. Em có thấy ai làm hư máy không? Em không nhìn thấy ai ở đó hết. Thật vậy hả? Nếu vậy thì không có chắc ai nhìn thấy chuyện gì xảy ra không hay sao? Thấy mình hên thiệt đó. Sáng hôm sau, những chiếc xe buýt nhỏ tập hợp phía trước xưởng sửa chữa. Chị xin lỗi vì các em không được tắm rửa. Không sao đâu chị. Khoan đã. Hả? Anh Rogi. Tôi chính là nhà thám tử Rogi. Nhà thám tử. Máy rửa xe không thể nào tự động bị hư được, cho nên tôi sẽ điều tra xem ai là thủ phạm. Để coi nào. Jenny, tối qua em đã làm gì? Em hả? Em đã ở cùng với chị Hana trong xưởng sửa chữa, có phải không chị Hana? Ừ, đúng rồi, Gani nói đúng đó. Thôi được rồi, còn em... Lani, tối qua em có kịp tắm rửa hay không? Được rồi, em đã làm hư cái máy có đúng không? Dạ không, lúc em tắm rửa xong thì nó vẫn còn hoạt động. Làm sao em chứng minh được chuyện đó? Em... Sao em không chịu trả lời? Thôi dừng lại đi, Lani nói đúng đó. Sau khi Lani tắm xong, em tới đó thì thấy máy vẫn hoạt động bình thường mà anh Rogi. Hả? Anh Taiyo. Vậy em là người cuối cùng sử dụng cái máy có đúng không Taiyo? Dạ em. Đúng rồi. Trễ giờ mất rồi. Em đi làm đi. Chào mọi người. Nè, chờ đã. Em cũng đi đây. Có gì đó sai sai thì phải. Không biết tại sao anh Taiyo lại nói dối. Anh ấy biết là mình đã làm hả? Lani. Dạ. Nói thật cho anh biết đi. Em là người đã làm hư cái máy đúng không vậy? Ý anh là sao chứ? Anh đang đổ tội cho em hả? Không, anh không đổ tội cho em đâu. Vậy thì tại sao anh lại nghi ngờ em hả? Anh xin lỗi. Hả?
nắp chụp bánh xe của Lani bị mất. À, Lani, nắp chụp bánh xe của em bị mất rồi kìa. Anh đừng nói gì nữa, anh làm em tổn thương rồi. Mình chỉ muốn nhắc em ấy cái nắp chụp bánh xe bị mất thôi mà. Hy vọng là anh ấy không nghĩ đó là mình. Được rồi, đi theo anh nào. Được thôi. Được rồi, anh sẽ bắt đầu cuộc điều tra ngay từ bây giờ. Nhưng anh Rogi à, anh cần em làm gì vậy? Một nhà thám tử chuyên nghiệp như anh thì cần phải có trợ lý giỏi như em chứ. Em bỏ cái này ra có được không vậy? Không được. Anh cần phải có một bộ remap mới có thể trở thành thám tử. Sao mà lộn xộn quá vậy? Hiểu rồi. Nhìn vào hiện trường thì có thể thấy được có một chiếc xe lớn mới có thể làm ra chuyện này. Không lẽ biết là người đã làm hư cái máy hay sao ta? Cái gì? Nhưng mà biết vẫn đang đi giao hàng xa và ngày mai bạn ấy mới về lận đó. Vậy hả? Vậy thì không phải là biết rồi. Dấu chân. Mình đã tìm ra được manh mối để phá vụ án này rồi. Đây chính là dấu giày của chị Hana. Hana chính là người đã làm hư cái máy. Anh Rogi, đó là dấu giày của chị Hana trong lúc chị ấy cố gắng sửa cái máy mà anh. Ra là vậy. Anh sẽ vẫn tiếp tục tìm kiếm người làm ra chuyện này. Ai trời. Tayo, xe buýt bé nhỏ. Tạm biệt quý khách. Bây giờ mình phải quay trở lại trạm xe rồi. Nhưng làm sao mình có thể giả vờ vô tội được? Nè, bãi xe buýt. Dạ. Anh thấy là hình như em mất cái nắp chụp bánh xe trước phải không? Dạ, em á hả? Cảm ơn vì đã nhắc em. Không có gì đâu, anh đi đây. Nhưng mà mình đã làm rơi nó ở đâu? Thôi chết. Hả? Máy rửa xe vẫn chưa được sửa nữa. Hả? Cái gì kia? Đây chính là cái nắp chụp bánh xe của Lani. Hả? Thì ra chính Lani là người làm hư cái máy rửa xe. Chắc là Lani sợ bị phát hiện, sẽ xấu hổ trước mặt tất cả mọi người. À đúng rồi, mình phải giấu nó đi mới được. Lani. Máy rửa xe vẫn chưa sửa xong mà. Anh đang làm gì ở đây vậy? Anh nên về nghỉ ngơi đi ha. Anh cũng đang định về. Đứng yên. Anh Rogi. Chuyện gì nữa? Sau khi tiến hành điều tra, anh đã phát hiện ra manh mối. Chính là ở đây. Anh Rogi, máy rửa xe chắc sắp sửa xong rồi mà. Mình đâu cần phải tìm ra thủ phạm làm gì nữa. Lani, em đang cố gắng che giấu thủ phạm hả? Dạ không có. Sayo, em chính là thủ phạm rồi. Em là người cuối cùng ở lại hiện trường, đúng không hả? Vậy thì tại sao em không chịu nhận tội đi? Cái gì? Chào các cháu. Các cháu đang làm gì vậy? Chú Sito. Dạ chúng cháu đang định đi ngủ. Vậy thì đi ngủ đi cháu. Dạ. Chờ anh với. Anh sẽ bắt em nhận tội đó Tayo. Anh Tayo. Ủa anh Lani. Anh khuya lắm rồi mà anh làm gì ở đây? Lani. Em đến đây để tìm cái này có phải không? Dạ. Em không hiểu anh nói gì nữa. Đây chính là cái nắp chụp bánh xe của em. Anh biết em chính là thủ phạm nên tới đây để lấy nó để em không bị phát hiện ra đó. Anh Kayo biết mọi chuyện rồi hả? Cầm lấy nó rồi nhanh rời khỏi đây trước khi chúng ta bị phát hiện. Ra ngoài đi, các em đã bị bao vây rồi. Hãy đầu hàng rồi bước ra ngoài nhanh đi. Là giọng của anh Rookie. Chúng ta phải làm sao? Lani,
đừng ra ngoài và cứ ở yên trong này đi. Dạ, anh Tayo. Anh nhắc lại một lần nữa, mau ra ngoài. Hả? Bạn ấy ra rồi kìa. Tayo. Anh biết ngay mà, trước sau gì tội phạm cũng sẽ quay trở lại hiện trường vụ án cho coi. Tayo, là cháu làm thật sao? Dạ. Anh Tayo. Tại sao em cứ phải nói dối mọi người vậy? Em xin lỗi. Anh Tayo hoàn toàn vô tội. Đó là lỗi của mình. Nếu vô tình làm cái máy bị hư cũng đâu có gì to tát. Dù thế nào thì em cũng không nên nói dối mọi người. Dạ, đó là lỗi của em. Không phải anh Tayo làm đâu. Hả? Đó chính là lỗi của em. Lani. Cháu vừa nói gì vậy? Sự thật thì chị hiểu rồi. Ê, Lani, mọi người sẽ không bao giờ phạt cháu nếu cháu có lỡ làm hư cái máy rửa xe. Cháu không nên nói dối và che giấu sự thật. Như vậy không nên một chút nào. Em cũng vậy đó, Tayo. Xin lỗi mọi người. Nhưng mà thật sự chú rất vui vì các cháu biết lo lắng cho nhau. Mọi người sẽ tha thứ cho các em lần này. Chỉ lần này thôi nha. Không tái phạm lại lần nữa. Cảm ơn chị Hana. Em xin lỗi. Em sẽ không như vậy nữa. Em cũng vậy. Em xin lỗi vì đã gây phiền phức cho anh Tayo. Và cảm ơn anh nhiều lắm. Không có gì đâu Lani. Dù gì đi nữa, ngài cũng đã nghi ngờ tôi chính là thủ phạm đó, đúng không ngài thám tử? Hả? Không thể tin được là anh đã đoán sai. Anh là một thám tử dở tệ, em không làm trợ lý cho anh đâu. Lani rất biết ơn Tayo đã lo lắng cho cậu ấy, và họ đã cùng nhau hứa sẽ không bao giờ nói dối nữa. Hành trình khám phá không gian của Tayo. Vào buổi tối, Hana đang ngắm bầu trời đầy sao. Chị Hana. Những bạn xe buýt khác đến. Chào các em. Có chuyện gì vậy chị? Sắp tới giờ đi ngủ rồi. Đoán thử xem, sao chổi lớn sẽ bay qua hôm nay. Chị muốn ngắm nó với các em đó. Sao chổi hả? Sao chổi thì có gì đặc biệt chứ? Em chưa bao giờ nhìn thấy nó. Em cũng vậy, chắc là đẹp lắm ha. Nó sắp xuất hiện rồi đó. Các em hãy nhìn cho kỹ nha. Ở đâu? Ở đó. Đó là sao chổi. Wow, đẹp quá. Anh chưa bao giờ nhìn thấy sao chổi lớn như vậy. Đẹp lắm đúng không em? Có rất nhiều ngôi sao trên bầu trời đêm. Và chúng trông thật lấp lánh và xinh đẹp nữa. Có hàng triệu ngôi sao và những hành tinh khác trong vũ trụ. Vậy ai sống trên những hành tinh khác chị Hana? Chị không chắc nữa, bởi vì chị chưa bao giờ đến đó. Em muốn đi khám phá không gian. Những chiếc xe buýt như chúng ta không thể đi xuyên không gian được. Phải, chỉ có những con tàu không gian mới có thể đi xuyên không gian thôi. Mình thực sự muốn đi xuyên không gian. Bây giờ không được đâu, trễ rồi, chúng ta phải đi ngủ thôi. Đi ngủ thôi. Dạ, được. Sao chổi đẹp quá. Phải, anh muốn xem nó một lần. Nó là ngôi sao lớn nhất mà anh từng nhìn thấy luôn đó. Mọi người nghĩ sao chổi sẽ bay đến đâu vậy? Chắc là nó đang phiêu lưu trong không gian. Anh cũng muốn phiêu lưu trong không gian quá chừng luôn. Lại nữa hả Tayo? Anh đi ngủ trước đây. Chúc mấy anh ngủ ngon. Chúc ngủ ngon. Chúc mọi người ngủ ngon. Không biết không gian sẽ như thế nào. Ước gì mình có thể đến đó một lần. Tayo à, thức dậy đi em. Chị Hana, có chuyện gì vậy? Chị có cái này cho em nè, đi theo chị. Nhưng mà em buồn ngủ quá. Mình đi đâu vậy chị Hana? Đến rồi. Là cái gì? Ta-da! Wow! Đây là tên lửa không gian mà chị đã sáng chế. Em đã nói là em rất thích bay vào không gian đúng không? Đúng vậy.
Bây giờ nó sẽ giúp em bay vào không gian. Thật hả? Em có thể đến không gian hả chị? Đúng vậy, hãy leo lên bàn nâng. Ê, được rồi. Hệ thống tự động đã sẵn sàng. Kích hoạt. Xong rồi. Em đã sẵn sàng bay vào không gian chưa Thayu? Dạ rồi, em đã sẵn sàng. Nhưng em phải nhớ quay lại đây trước khi hết nhiên liệu đó, nhớ nha. Dạ, em nhớ rồi chị ơi. Xem nào. Mình đang bay nè. Thayu, đi vui vẻ nha. Dạ, chúc may mắn đến không gian và xa hơn nữa. Yeah! Yahoo! Yahoo! Mình đang bay. Không thể tin nổi là mình có thể đi vào không gian. Cảm giác thật là tuyệt vời. Hả? Đó là... Hả? Đó là sao chổi mà chúng ta đã thấy. Đợi mình với. Sắp đuổi kịp rồi. Nhưng mình lại để mất dấu ngôi sao chổi đó. Hả? Có ngôi sao chổi khác kìa. Yeah. Nhưng mà sao ngôi sao đó lắc lư quá vậy? Hả? Đó là con tàu không gian. Mình sẽ đến gần hơn nữa để xem. Có ai ở trong đó không vậy? Chị Hana. Hana nào? Bạn có phải là chị Hana không? Mình là Ray, công chúa của hành tinh cỏ ba lá. Còn bạn là ai? Mình... tên mình là Thayu. Dù sao thì bạn cũng trông rất giống với một người bạn của mình đó. Giống mình sao? Có vấn đề gì với tàu không gian của bạn vậy? Mình đang chạy khỏi những tên cướp không gian thì bị hư động cơ. Tên cướp không gian hả? Mình nên quay về hành tinh cỏ ba lá trước khi Bully quay lại. Vậy để mình giúp bạn nha, được không? Hả? Thật hả? Đúng. Người đây rồi. Thayu, xe buýt nhỏ. Sao lại bỏ chạy thế công chúa Ray? Đứng lại đó. Đó là Bully, kẻ trộm không gian. Công chúa Ray, mời lên ngay bây giờ. Đứng lại. Giao công chúa cho ta. Chúng ta sẽ bị bắt mất. Bạn đừng lo. Ta hết tốc lực. Ngươi sẽ không bao giờ thoát khỏi tay ta. Chuyện đó sẽ không xảy ra. Những cái này là gì vậy? Hắn ta đang ở ngay sau chúng ta. Ta bắt được rồi. Đó là... là nó. Mở hết tốc lực. Ngươi sẽ không bao giờ thoát lúc đâu. Chúng ta sẽ gây ra tai nạn mất khai vô. Giữ chặt nha công chúa Ray. Đừng bắt được rồi. Bây giờ hoặc không bao giờ. Bây giờ là
nhiệm vụ chiến đấu đây. Caio, bạn giỏi quá. Có gì đâu. Hả? Đó là hành tinh của mình kìa. Hả? Đó là hành tinh cỏ ba lá hả? Phải, đi thôi Caio. Được rồi. Wow. Chào mừng về nhà, công chúa Ray. Wow. Cuối cùng thì cũng về đến nhà. Wow. Hành tinh này đẹp quá, công chúa Ray ơi. Tất cả đều nhờ có bạn cho nên mình mới có thể trở về. Hả? Ôi không, bạn bị thương rồi. Mình bị thiên thạch làm bị thương khi đang trốn thoát đó. Ôi không. Cũng tại mình. Mình sẽ để cái này lên người bạn. Ở đây. Wow, đó là cái gì vậy? Đây là cỏ ba lá thần kỳ. Nó sẽ giúp vết thương của bạn lành lại. Thật hả? Cảm ơn bạn. Mình phải là người nói cảm ơn mới đúng. Cảm ơn đã cứu mình Caio. Đừng khách sáo vậy mà. Bây giờ bạn đã về nhà an toàn nên mình đi thôi. Chúc bạn một chuyến đi tốt lành và đừng quên quay lại đây. Tất nhiên rồi, mình nhất định sẽ quay lại đây. Phóng lên không gian. Tạm biệt Caio. Caio bay vào không gian để quay trở về nhà. Wow, đúng là một hành trình đầy thú vị mà. Mình sắp về nhà rồi. Chắc mình sắp hết nhiên liệu. Thôi không, mình gặp rắc rối rồi. Ôi không. Cứu mình với. Caio. Caio, tỉnh dậy đi em. Em có sao không? Công chúa Ray hả? Công chúa Ray hả? Không, là chị Hana mà. Hả? Chị Hana? Vậy ở đây là... Caio, em đang nằm mơ hả? Là mơ hả? Tất cả đều là mơ. Em chuẩn bị đi làm đi, không thôi trễ đó. Dạ, chị Hana. Caio, nhanh lên, đến giờ đi làm rồi, coi chừng trễ. Dạ, anh Rogi. Chúc một ngày tốt lành nha. Caio, đúng là đồ ngủ nước. Xin lỗi mọi người. Anh mới là người hay trễ nhất đó anh Rogi. Cái gì? Caio không thể tin nổi hành trình vào không gian của mình chỉ là một giấc mơ. Hả? Cái gì vậy ta? Nhưng có điều gì đó báo hiệu rằng giấc mơ của Caio là sự thật.